trên một bãi biển đầy cá mập. Nếu phát ra âm thanh của cá voi sát thủ, thì có thể đuổi hết chúng đi hay không? Adam và Gemi đã cùng nhau đi xác minh điều này. Họ đến một bãi biển có đầy cá mập, ngoài mồi để dụ chúng tới, thì còn có một radio đa hướng và hệ thống liên lạc được lắp đặt trên tàu. Ngoài việc kiểm tra an toàn, họ cũng có thể phát ra radio có tiếng của cá voi sát thủ. Gemi là người sẽ xuống dưới nước. Anh ta lặn xuống với một sợi dây an toàn trên người. Dưới đây rất nhiều cá mập vây xung quanh anh. Với mật độ này, chúng làm Gemi có hơi hoảng sợ một chút. Không thể chậm trễ, Gemi nhanh chóng lắp đặt radio phát tiếng. Trước tiên là thử nghiệm với tiếng của cá voi xanh. Tiếng của chúng vang rất xa và chúng không phải kẻ thù tự nhiên của cá mập. Kích hoạt thiết bị. Lũ cá mập không có phản ứng gì cả, chúng vẫn lượn lờ quanh Gemi một cách thờ ơ. Họ chuyển sang mấy tiếng của cá voi sát thủ, lúc đầu cảm giác không tốt lắm. Lũ cá mập không chạy và cũng không có vẻ gì là bị kích động. Sau đó họ chuyển sang tiếng của cá voi sát thủ, nhưng có chút lẫn thêm. Tiếng của cá mập đi riêng lẻ, phát liên tục trong 3 phút. Nhưng vẫn không có gì xảy ra cả. Đến đây có thể kết luận, việc tiếng của cá voi sát thủ có thể đuổi được cá mập là sai sự thật. Người ta nói rằng, chỉ cần bạn để bia vào tủ lạnh một lúc rồi gõ mạnh, thì bạn có thể lấy được chai bia lạnh đóng băng chỉ trong chớp mắt. Nhưng việc này thực sự có thể làm được không? Để chứng minh điều này, họ đã chuẩn bị 3 chai bia. Bằng việc làm lạnh chúng và lấy ra vào các thời điểm khác nhau, họ muốn xem cần bao lâu thì sẽ đạt được độ lạnh cần thiết. Về hiện tượng này có nhiều cách giải thích khác nhau. Đầu tiên là nhiệt độ của bia phải đạt đến điểm đóng băng, sau đó tạo động năng bằng cách đập mạnh vào bia. Một số lượng lớn bong bóng sẽ được tạo ra khiến bia đóng băng ngay lập tức. Thứ hai là khi bia còn ở dạng lỏng nhưng nhiệt độ bên trong đã xuống dưới mức đóng băng. Khi đó nếu ta tác động đột ngột thì sẽ phá vỡ cấu trúc phân tử và tạo ra các phân tử mới, từ đó xảy ra hiệu ứng tuyết lở. Thời gian 2 giờ của chai bia đầu tiên đã hết. Kelly lấy ra và gõ mạnh, nhưng không có gì xảy ra cả. Khi xác nhận bằng ống kính hồng ngoại, nhiệt độ bây giờ là 7 độ C, còn lâu nó mới đóng băng. Lúc sau họ lấy ra chai thứ 2 ra, thì vẫn không có gì xảy ra cả. Đến chai bia cuối cùng, chai bia này đã đạt thời gian đủ để đóng băng, nhưng khi đánh vào nắp chai, nhìn kìa, nó đã xảy ra. Nhiệt độ của nó bây giờ là 0.5 độ C. Các tinh thể băng liên tục xuất hiện và lấp đầy chai bia. Cách giải thích thứ hai đã chính xác. Trông thật là đẹp phải không các bạn?